ta biết nhưng ta còn có át chủ bài ta thông minh như vậy làm sao có thể không cho mình lưu lại át chủ bài đây người nói đúng không nói mộng tấn bạch từ dưới mặt đất đứng lên dùng sức mở rộng một chút thân thể của mình lăng vô mặc cũng theo đó đứng dậy bọn họ trên cổ tay hồn đạo dụng cụ thông tin tại lúc này chấn động khao hai khu vực lại một lần nữa cò vào trên bản đồ bốn người bọn họ vị trí lần nữa hiển hiện, hiện nhìn lấy địa đồ phía bên trên xa xa hai cái điểm đỏ bắt đầu chuyển động hương lấy bọn hắn bên này phi tốc mà đến mộng tấn bạch cười nói vừa mới bọn họ lựa chọn rời đi thời điểm ta nhất định hay người bọn họ khẳng định thật sự là tốt đồng đội đáng ra phó thác phía sau lưng cái chủng loại kia giống như người cùng với ta vậy nhưng mà trận này chúng ta muốn thắng người ghi lấy nếu quả thật giống như ta phán đoán người nhất định muốn bổ một đáo giết ta cam đoan người cẩm đệ nhất khả năng Lăng Vũ Mặc nhìn Mộng Tấn Bạch liếc một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Được. Thần chỉ chúc phúc Quảng Chỉ Dũ, còn có cả tình quang xiềng Xích. Tại cái này một cái chớp mát toàn bộ rơi vào Mộng Tấn Bạch trên thân ấm áp lực lượng, khiến cho Mộng Tấn Bạch tinh thần đại chấn. Mộng Tấn Bạch chậm rãi nâng lên trên cánh tay trái, viên thứ nhất thẻ trầu lần nữa hóa thân thành trường cung. Hắn trước đó đã mở hai lần hai dây cung, một lần tam huyến. gối như vậy trước đó Lăng Vũ Mặc đã toàn lực vì hắn khôi phục, nhưng lúc này xương tay của hắn vẫn như cũ có một chút đầu nhức. Ở cái này một cái trước mắt, ánh mắt của hắn biến đến phá lệ nghiêm túc. Một trận chiến này là cuối cùng nhất chiến cũng tương đương với bọn họ bốn vị lão sư ở giữa so đấu. Vô lần trước đó đối với lão sư có bao nhiêu bất mãn, nhận vị lão sư của mình đến cỡ nào không đáng tin cậy. Đi qua trận này khảo hạch về sau, bốn người bọn họ ở sâu trong nội tâm đều hiểu lão sư của mình cường đại đến mức nào, chuyên thụ cho năng lực của bọn hắn cường hãn đến mức nào. Nếu không, bọn họ như vậy khí có cho dù tốt, lại làm sao có thể chiến thắng toàn bộ năm nhất. Vì lão sư vinh diệu, bọn họ người nào cũng sẽ không nhường cho, đều sẽ xúc toàn lực ứng phó. Nơi xa, làm y thần cùng với đối oánh nhìn đến mộng tấn bạch sơ lên trên trường cung thời điểm ánh mắt nhất thời biến đến sáng lên đều ánh trên người ánh sáng màu vàng biến đến càng phát sáng rõ nàng hai tay nắm trọng kiếm nhìn chăm chú phương xa của mộng tấn bạch sau lưng của nàng phóng xuất ra đọa lạc thiên sứ hai cánh y thần cũng như vậy tuy nhiên cho mộng tấn bạch thời gian nghỉ ngơi nhưng bọn hắn không xác định hiện tại mộng tấn bạch có thể phát xào mạnh mẽ cỡ nào công kích tài lăng vũ mặc phụ trợ phía dưới nếu như hắn còn có thể kéo xa hai dây cung đối với bọn hắn cũng là uy hiếp cực lớn cẩn thận đều anh khẽ quan một tiếng sau lưng hai cánh biến đến sáng ngời trong tay trọng kiếm bên trên tàn phát ra lấy hào quang chói mắt Y thần hài mắt híp lại, làm xong thì thời hoán đổi biến thân chuẩn bị. Đoà lạc thiên sứ biến thân để cho anh có thể thi chuyển hắc ám chi lực. Nhưng nếu bàn vẽ ở trong nháy mắt bạo phát lực lượng, khẳng định vẫn là khát máu cuồng chiến dị hóa càng thêm cường đại, cũng càng thích hợp hơn ngăn cản mộng tuấn bạch mũi tên. Mở tên, hét lớn một tiếng từ phía xa chuyển đến. Mộng tuấn bạch đột nhiên thay đổi, thân thể của hắn dường như trong nháy mắt đó bành trướng lên, trên thân bỗng nhiên nổ tung ba đám bạch quang mỗi một đám bạch quang nổ tung thân thể của hắn giống như cũng biến đến càng thêm phòng lên mà khí tức kia cũng theo đó phát sinh kịch liệt biến hóa một loại từ đầu lạnh đến bàn chân cảm giác trong nháy mắt đeo đám lòng dần lên đều anh cùng với y thần đồng thừa khe nhếch ánh mắt của hắn biến đến phá lệ nghiêm túc một trận chiến này là cuối cùng nhất chiến cũng tương đương với bọn họ bốn vị lão sư ở giữa so đấu Vô lần trước đó đối với lão sư có bao nhiêu bất mãn, nhân vị lão sư của mình đến gỡ nào không đáng tin cậy. Đi qua trận này khảo hạch về sau, bốn người bọn họ ở sâu trong nội tâm đều hiểu lão sư của mình cường đại đến mức nào truyền thụ cho năng lực của bọn hắn cường hạn đến mức nào. Nếu không, bọn họ có nhiều vận khí cho dù tốt, lại làm sao có thể chiến thắng toàn bộ năm nhất. Ngay tại cái này một cái trước mắt, đều anh đột nhiên phát hiện y thần thay đổi nương tựa theo lấy âm thanh trầm thấp oanh minh y thần quần áo trên người hoàn toàn nứt xa nàng thậm chí nhìn đến bởi vì bị cái gì to lớn áp bách lực lượng kích thích y thần da thịt mặt ngoài hiện lên trên một lớp da gà dưới da thịt bắp thịt cũng tại kịch liệt xung động nhưng hắn vẫn tại bay về phía trước đồng thời chủ động bay càng cao một số dường như suy nghĩ nhiều tiếp nhận một số cái kia đến từ đối diện áp bách lực lượng Uinh một tiếng, kịch liệt tiếng oanh mình suốt cuộc ở phương xa vang lên trong nháy mắt này y thần chỉ cảm giác đến trong cơ thể của mình huyết mạch triệt để xô trào không khỏi ngửa mặt lên trên trời phát xả giết lên một tiếng giờ này khắc này y thần cả người dường như đã bị nhèm lửa đồng sáng trói mắt hồng quang bỗng nhiên từ trên người của hắn bắn ra Đoạ lạc thiên sứ màu đen hai cánh cũng không có thu hồi. Tay cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn bành trướng, bành trướng đến cường trắng cực hãn. Ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn thân, ở sau lưng hai cánh cũng tại lúc này một cái chớp mắt biến thành màu đỏ. Đúng vậy, cái này không còn là đoạ lạc thiên sứ biến thân, cũng không phải khát máu cuồng chiến dị hóa, mà chính là cuồng thần lôi tường trước kia dựa vào thành danh, nắm giữ mạnh nhất lực lượng bộc phát hai đại biến thân hợp thể, huyết hồng thiên sứ biến thân huyết hồng thiên sứ biến thân cần tại mãnh liệt kích thích phía dưới mới có thể hoàn thành một năm qua này lưu tưởng một mực đã dùng các loại phương thức kích thích y thần thân thể nội phá phổi trì lực hy vọng hắn có thể đem hai đại công pháp này hòa làm một thế, nhưng thủy chung không thể thành công mà giờ này khác này tại đối mặt với mộng tấn bạch lấy một cùng ba giây bắn ra cái kia ủy thế một tiễn mãnh liệt ủy hiếp phía dưới huyết hồng thiên sứ tái hiện nhân gian Trái mắt hồng quang phóng lên tận trời, tay cái kia màu đỏ bên trong, còn có một vệt nhàn nhạt, nhạt tử ý. Lúc này y thần phá phùi huyết mạch cơ hồ là trong nháy mắt đó, cung tự thân hai loại cổng pháp hòa là một thế, hoàn thành cuối cùng thế biến. Hắn ở sau lưng màu đỏ hai cánh bỗng nhìn biến lớn, toàn thân màu đỏ cũng tại thuế biến tiếp theo một cái trước mắt biến thành màu đỏ tím. Đây là chỉ thuộc về hắn giác tỉnh, chưa thuộc về hắn biến thân, từ hồng thiên sứ biến thân cái kia một chút kim quang đang bay xa trong nháy mắt bỗng nhiên tách xá làm hai cỗ phân biệt hướng về phía y thần cùng đối oánh bay đi mộng tấn bạch tại bắn xa mỗi tên này đồng thời một viên cuối cùng thẻ trầu cũng theo đó nổ tung đồng thời lọt vào trùng kích còn có hắn đùa cánh tay trên đầu của hắn màu đỏ tích phấn kịch liệt rung động giống như nếp tàn trong gió giống như lúc nào cũng sẽ sập tắt ngay lúc này y thần hai cánh bỗng nhiên vỗ nông đậm màu đỏ tím khí lãng hướng về sau bao phủ đem hắn phía sau đều ánh kéo ra một cái dẫn tới hắn phía sau đồng thời cái kia màu đỏ tím khí lãng còn hướng về sau sung lên để đưa ánh vọt tới trước thân thể tùy theo dừng lại đều ánh đang kinh ngạc đồng thời minh bạch y thần y tứ ở trong nháy mắt này cặp mắt của nàng không khỏi là ẩm ướt y thần đây là muốn chính mình một người tới ngăn cản mộng tấn mạch tất cả lực lượng công kích cho dù là tái hoàn thành tử hồng thiên sư biến thân trong nháy mắt hắn cũng còn có thể làm được điều này không thể nghi ngờ hắn lúc này là thanh tính đều ánh trong miệng phát ra rít lên một tiếng trên người kim quang đột nhiên biến đến vô cùng lập lòe một đầu kim sắc đường theo nàng dưới chân hướng về phía dưới kéo dài một cung ba giấy cũng bắn ra thật sự là quá mạnh, quá nhanh cái kia hai đạo kim quang, vậy mà thật sự có thể cải biến phương hướng, Đúng vậy, đây chính là đại lực thần trù di thành truy tung mũi tên. Tại cái này, thời khắc cuối cùng, mong tấn bạch ác chủ bài hiện lên chiến hiện tại bọn hắn trước mắt. Rốt cuồng toàn bộ mở ra, một lần nữa hội tụ thành nói, cơ hội là tiếp theo một cái trước mắt, đã đến y thần trước mắt. Hai đạo kim quang phía bên trên sắc bén mũi tên, trong nháy mắt phá vỡ màu đỏ tím khí lãng. Cùng đúng lúc này, y thần trong lòng bàn tay, một cái dường như từ màu đỏ tím khí lãng ngưng tụ mà thành vòng xoáy tới trước người hắn khép lại cơ hồ là trong nháy mắt thành hình một màn quỷ dị xuất hiện kim quang tại cái kia một cái trước mắt vậy mà dừng lại mặc dù chỉ là dừng lại ngắn ngồi một cái trước mắt nhưng y thần trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười màu đỏ tím thân thể đột nhiên nổ tung hóa thân thành trái mắt bạch quang cái kia bị nổ tung màu đỏ tím khí lãng cũng không phải là hướng về phía sau bắn mà xa mà chính là hướng về bốn phương tám hướng đồng thời nổ tung sau lưng hoàng kim chi nổ chính là cả cái kia kim sắc bóng người đồng sáng tại cái này dư âm nổ mạnh bên trong phạm vi công kích Hoàng Kim Chi Lộ uy lực đang yếu bớt, thế nhưng mà tiếp nhận tại không có là một cùng ba giây cùng bộ uy năng, y thần dùng tính mạng của chính mình làm đại giá, đem mộng tấn mạch toàn lực ứng phó khủng bố công kích theo xuyên thấu bạo phát biến thành hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Đồng thời bằng vào chính mình tử hồng thiên sứ biến thân, chặn lại trong đó phần lớn lực lượng công kích, Nương tựa theo lấy y thần chết đi, mong tấn bách trên đỉnh đầu tích phân tăng vọt, nhưng ở cái này một cái trước mắt, hắn sắc mặt đại biến là lớn, nhanh giết ta, Mông Tuấn Bạch kế hoạch rất đơn giản, ở thời điểm này, Lăng Vũ Mặc chỉ cần giết hắn, tích phân tuyệt đối là nhiều nhất, sau đó dù là tự sát Lăng Vũ Mặc tích phân hẳn là cũng sẽ có một không hai toàn trường. Dù sao, Mông Tuấn Bạch thu hoạch tích phân thật sự là nhiều lắm, cứ như vậy cuối cùng bài danh lên sẽ là Lăng Vũ Mặc đệ nhất, hắn thứ hai, đều bánh thứ ba y thần thứ tư, không thể cho đều bánh đánh cơ hội giết bọn họ, Tuy nhiên cái kia dư âm trùng kích uy năng vẫn như cũ rất lớn Nhưng Mộng Tuấn Bạch đã trở mắt nhìn đều ánh cái kia hoàng kim chi lỗ Ngay tại theo sóng xung kích bên trong lao xà phi tốc trượt Nhưng mà Lăng Vũ Mặc không có động thủ Hắn ngực lái chật lách người Ngăn tại Mộng Tuấn Bạch trước người Tại sao muốn để cho ta giết người thì sao Chúng ta là đồng đội hiện tại Liên để ta bảo vệ người một lần đi Mộng Tuấn Bạch còn chưa kịp nói cái gì đều ánh đã tới một cung ba xây bắn ra lực lượng công kích thật sự là quá mạnh trương đại đến mức cho dù là y thần sử xuất ra từ hồng thiên sứ biến thân cũng không thể nào hoàn toàn ngăn trở nó tại cự ly xa tình huống phía dưới mong tấn bạch loại trình độ này công kích tại bốn người bọn họ bên trong gần như là vô địch tồn tại cho nên cho dù là thân ở hoàng kim chi lỗ dù là mỗi tên kia đã biến thành toàn phương vị bắn tung tóe đều bánh thậm chí nhận bị thương hại đã dẫn như cũ là không ít hoàng kim chi lỗ toàn lực hủ thực ra cái kia cường đại chủ trùng kích lực lượng nhưng đầu ánh vẫn là phun ra một ngụm máu tươi lúc này trong mắt của nàng suy ngẫm lẽ y thần tại trong hóa thân thành tử hồng thiên sứ thời điểm thậm chí đều không quay đầu nhìn nàng liếc một chút nhưng hắn làm hết thấy toàn cùng là vì thủ hộ nàng nàng sao có thể cổ phụ hắn lần này thủ hộ đây Nàng trọng kiếm đã đang trùng kích, sống chấn động hạ phát ra, từ trên người của nàng tại bắn xa sinh xuôi không ngừng năng lượng khổng lồ, luận năng lượng cường độ, nàng mới là trong bốn người cao nhất khuyên thiên công điệp xa sinh sinh quyết mang cho nàng to lớn sinh mệnh lực lượng nàng tay phải ẩn chứa ở trước ngực khí thức bỗng nhiên biến đến bằng lãnh. Hoàng Kim Chi lộ tại sông ra sóng xung kích thời điểm thì đã đi đến cuối cùng con đường. Ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tán, lộ ra xương cánh bay lượn đều ánh. Mà lúc này đây khóe miệng của nàng chảy máu, một đôi cánh bướm đá hoàn toàn tàn phá không chịu nổi. Hiện nhiên là bị thương không nhẹ, thế nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt. Tại lăng vũ mặc cùng với mộng tấn bạch nhìn soi mói, thân thể của nàng đột nhiên biến đến mờ mịt một vệt màu xám quang ánh lặng yên không một tiếng đồng tiến lên một đạo ánh kiếm màu xám cũng theo đó theo trước ngực của nàng bắn ra vô lẫn là mộng tấn bạch hay là lăng vũ mặc đã có một loại sinh cơ bị tước đoạt cảm giác môn man kia ám kiếm màu xám cơ hồ là trong nhé mắt đó đã đến bọn họ trước mắt minh vương nhất thiểm thiền địa đóng từ thân a à ngốc mình cự tuyệt quyết rốt cùng tái hiện nhân gian đưa ánh cho thứ bây giờ đều không phải là cái gì cường công hệ chiến hồn sư nàng am hiểu nhất là trong chớp nhoáng này bảo phát ra mình tự cự quyết đây mới là nàng chân chính át chủ bài lăng vũ mặc nội tâm là sợ hãi tại cái này một cái trước mắt trong đầu của hắn hiện lên trên cái là phía sau lưng của mộng tuấn bạch mơ hồ hình ảnh cái kia kiên cố lưng che ở trước người của hắn cho dù là đến cuối cùng mộng tuấn bạch cũng muốn để cho hắn trở thành cuối cùng vô địch. Tại cái này một cái trước mắt, Lăng Vũ màu số cuồng tạm thời quên đi an toàn đệ nhất tốn trí, tay phải đột nhiên huy động, trong nháy mắt đó phát ra một vệt ánh sáng chi càng, rơi vào mộng tuấn mạch trên thân, duy trì lấy hắn sinh cơ không đến mức đoạn tuyệt. Cùng với lúc đó, một đạo thánh quang linh trận trong nháy mắt bắn ra theo dưới chân của hắn dâng lên. Đinh một tiếng, thánh quang linh trận phảng phất là bị thôn phệ đồng sáng thế mà ở trong trước mắt thì biến mất, nhưng mà thánh quang linh trận phòng ngự lực lượng xác thực cường đại, tay sụp đổ trong nháy mắt đó khiến cho màu xám kiếm hành tùy theo một chấn cũng chặn đều bánh đoàn kiếm trong tay cùng với lúc đó một cái kim sắc lục mang tình bỗng nhiên xuất hiện tại lăng vũ mặc dưới chân to lớn kim sắc quàng trụ phóng lên tận trời trùng kích kiếm nhận hòa hướng một bên ánh sáng mãnh liệt rõ ràng khí thức khiến cho đều bánh đồng tác hơi ngừng chạy một cái chớp mắt nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt về sau đều bánh đoàn kiếm trong tay lại lần nữa chớp đóng hai đạo anh kiếm màu xám giống như lưỡi hái tử thần đồng dạng xẹt qua minh vương tái thiểm quỷ thần kinh lăng vô mặc đột nhiên trầm xuống chân thân hào quang tỏa sáng trong nháy mắt này cả người của hắn đều biến thành kim sắc thì liên quần áo trên người cũng như vậy hai đạo ánh kiếm màu xám từ trên người của hắn xẹt qua mang đi mảng lớn ánh sáng màu vàng nhưng như cũ là tìm tới quảng nguyên tố thể nếu như dùng hồn sư tiêu chuẩn để đánh giá, đây đã là tiếp cận với thất hoàn võ hồn chân thân năng lực mà lại là vô cùng đặc thù nguyên tố thể năng. Đều ánh trong mắt lóe lên trên một vật kinh ngạc, nàng không nghĩ tới lăng vũ mặc vậy mà có thể sử dụng phương thức như vậy ngăn trở chính mình lưỡi kiếm. Thân thể của nàng trong nháy mắt bắn lên, đoàn kiếm trong tay trên không trung ngắn ngủi ra dừng lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt này, một đao cự đại màu xám kiếm nhận trên không trung ngừng tụ mà thành, cũng đúng lúc này lăng vũ mặc trong miệng suốt cuộc là hồ lên chú ngữ cháy lên đi quăng trì tử tiếp theo một cái trước mắt cái kia đã hóa thân thành quang nguyên tố thế thân thể ở trong nháy mắt đó sáng lên ánh sáng chói mắt cả người thể mà hóa thân thành một thành to lớn kim sắc quang nhuận màu xám quang nhuận của mấy kim sắc quang nhuận cơ hồ là trong đồng thời hướng ra đối phương ngang nhiên chém tới minh tự kiểu quyết thức thứ ba minh vương hóa nhận chạm lập quyết thiêu đốt quang nguyên tố thể quang chảm kiếm ai nói rằng vũ mặc không có công kích thủ đoạn chính hắn có thể chưa từng nói qua hắn chỉ nói là mình am hiểu phòng ngự cùng với phụ trợ đang bị ma tộc phê công trong một năm hắn làm sao có thể một chút quan hệ công kích mà pháp để không học được đây hắn chẳng là chỉ là hắn càng muốn lựa chọn trốn tránh mao giao vào giờ phút này hắn còn không thể nào trốn tránh lý do cho nên hắn thiểu đốt chính mình quang chi thử thân thể bạo phát ra từ phía tới này mạnh nhất công kích hai đào cự đại quang nhận tại trong mộng tấn mạch trước người đụng vào nhau đánh chém cùng một chỗ kim sắc cùng với màu xám hai đào kiếm quang ở trên không trung lẫn nhau giao thoa thật lâu không đi Mông Tấn Bạch đã nhịn trận tròn mắt, Hàn Yên Lăng cảm nhận được trên người của mình quang trì rũ, ngay tại dần dần trợ giúp chính mình đối phục. Đến với phòng quan sát, tất cả mọi người đứng lên, đúng vậy, bốn đại thần vương đều là đứng đấy. Lúc này cho dù là trường công nguy bốn người, trong mắt lộ ra cũng đều là tia sáng kỳ dị. Trong ánh mắt của bọn hắn có nhiệt liệt, có rung động, có giật mình, cũng có vừa lòng thỏa ý bốn đại thần vương hạ giới làm lão sư vốn là một kiện cỡ nào không đáng tin cậy dự tính chính bọn hắn cũng biết cái này có quá vô lý chỉ là vì chơi vui bọn họ đáp ứng lấy lực lượng của bọn hắn cho dù là không có dây tốt bọn họ không có biện pháp trợ giúp học viên quay về quỹ đạo Thế nhưng mà tại trận này trong khảo hạch, một mực tiếp tục tiến đến thời khắc cuối cùng mới phân ra thắng bại bốn người. Đúng là bọn họ bốn cái xảy ra đồ đẽ. Cái này bốn cái học viên biểu hiện ra không chỉ là đơn giản thực lực, mà chính là thực lực của một trí tuệ kết hợp. Còn có vì đồng bọn hy sinh phụng hiếu tinh thần, bọn họ không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Tài tướng cùng với đuổi thời điểm chính mình có thể làm được sao? âm thanh điện tử vang lên hạng một mộng tuấn bạch hạng hai đời oánh hạng ba y thần hạng bốn lăng vũ mặc đúng vậy đây chính là dựa theo cuối cùng tính phần hành thứ tự có rất nhiều khoang mô phỏng sớm đã mở ra nhưng năm nhất các học viên cũng không có bởi vì khảo hạch kết thúc mà xa bọn họ tụ tập cùng một chỗ yên lặng chờ đợi nhìn lấy bốn cái con mắt mấp máy khoang mô phỏng bọn họ cũng thông qua màn hình lớn thấy được bốn cái chữ đỏ trứng màu lớn nhất sau quyết đấu thấy đường trận kia đặc sắc và chạm phía trên làm người ta chỗ này lại vô cùng an tĩnh người thứ nhất trong khoảng mô phỏng chậm rãi mở ra làm y thần theo khoảng mô phỏng bên trong chú đi ra toàn thân còn có nhó nhói cảm giác bị một tiên bắn nổ qua thực không phải cái gì cảm giác thoải mái cái kia một cái chớp mắt hắn thậm chí cảm giác đến linh hồn của mình đều muốn bay mất có điều cùng với lô tưởng lão sư học tập lâu như vậy khác không có được bị kích thích loại sự tình này hắn đổ lên trên quen thuộc Hắn hoạt động một chút thân thể sân dần tìm về tự mình Cũng cảm nhận được ngoại giới ánh mắt Hắn biểu lộ ra có chút cứng ngắc Chính mình sẽ không bị vây công chúa Loại này sân mái đừng nói là bốn người bọn họ Liên xem như lại nhiều 10 cái cũng đánh không lại hơn 1.000 người khô khô các người khỏe chứ? Lâm nhất học viên ánh mắt hơi hơi khác thường Nhiều nhất tâm tình không phải không cám Mà chính là phát ra từ trong nội tâm không phục khi bọn hắn thông qua màn hình lớn nhìn đến y thần không chút so sự vì đối bánh ngăn trở cái kia khuynh thế một tiễn thời điểm đó đối với vị này dẫu như ma thần chữ đỏ trứng màu thì đã không có cảm hận một cái khác ba cái khoang mô phỏng cơ hồ đồng thời mở ra đều ánh mộng tuấn bạch lăng vũ mặc ba người theo khoang mô phỏng bên trong đi ra sắc mặt đều mười phần trắng xám đều ánh cùng với lăng vũ mặc là đồng quy vô tấn mộng tuấn bạch là trọng thương mà chết nhưng hắn cái cuối cùng chết bị thừa nhận làm sao tồn tại một người cho nên hắn tích phân hoàn toàn giữ lại đều ánh đi rào khoảng mồ phóng liếc mắt liền thấy được y thần bốn mắt nhìn nhau y thần há to miếng vừa muốn nói gì đều ánh đã một bước lao đến ôm chặt lấy hắn khóc sống thật thanh thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi dùng sinh mệnh thủ hộ ta cho ta sáng tạo ra cơ hội ta lại thua cảm nhận được đều ánh cái kia có rút ruồn rẻ trước ngực, y thần ngây ngẩn cả người. Trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ làm bởi vì khi đó ta nhập học khảo thí lúc đạt được trợ giúp của người, cho nên muốn báo đáp người phía dưới mà thôi. Cứ như vậy đi, hắn nhẹ nhàng nâng lên trên tay, liền muốn vỗ vỗ lưng của nàng. Nhưng tại lúc này hắn đột nhiên cảm thấy được toàn thân có chút lãnh, vui thương hướng về một bên nhìn qua. Hoắc Vũ Hạo bên lặng đứng ở một nơi đó, nhìn chăm chú lên y thần nâng tay lên, cũng dịu dàng thắm thiết mà nhìn mình nữ nhi. Bốn đại thần vương cùng với năm nhất các lão sư đều đi xa, đều ánh giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, làm cho nàng nhìn thấy bà bà thờ điểm nhất thời hoảng hốt, buông hai cánh tay xa, khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, cái này là nhà của mình, không nghĩ tới ta đây vậy mà còn đã quá làm lão sư thiên phú ha 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 là nhà tiểu mộng là đệ nhất ha <laughs> ha một cái tiếng cười càng sợ vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người đắc ý cười to chính là chu di thanh lôi tiểu nhìn về phía trường công uy nói ta cho rằng sau cùng bọn họ lên tính là không có bại thắng không tệ cũng không tệ ừ đồng ý a à ngốc lúc này nhàn nhạt, nhạt nói tiếp trường công uy cởi hiếp mắt nói trường thanh mới là trọng yếu nhất ba đại thần vướng đều lựa chọn không nhìn người nào đó hoặc vũ hạo rút cuồng nộ ra một nụ cười nói nhìn đến bọn nhỏ trưởng thành mới là vui vẻ nhất sự tình không sai trận này khảo thí không có bại thắng ngươi các ngươi chu di thành có một chút tức hồn hẹn mà nhìn chằm chằm vào cái này bốn cái vô lường trùng niên nhân Hoắc vua Hào lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Trường Cung Uy nói: "Xem ra chúng ta sửa lấy khắc thiên đoàn kế hoạch có thể tiếp tục nữa. nghe nói có đúng hay không?" Trường Cung Uy mỉm cười gật đầu: "Có thể." Hoắc vua Hào mỉm cười nói: "Được, vậy thì ta liền trở về tiếp tục tổ chức. Có điều bốn vị cũng muốn thu nhiều một số đệ tử. Chúng ta cái kia toàn diện tăng lên sửa lấy khắc học viên kế hoạch, không có thể triển khai thảo luận." Trường Cung Uy nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng nói: "Đúng, cái kia càng có ý tứ." Tấn Bạch chúng ta đến cùng là tính toán là thắng hay thua đấy. Vốn là ta cảm thấy thắng, nhưng khi ta nhìn thấy đối bánh ôm lấy y thần thời điểm, ta cảm thấy chúng ta thua. Có đạo lý, có điều, an toàn đệ nhất, an toàn là đệ nhất.